xin kính chào quý cô chú anh chị quay trở lại với chiếc chè bông cả nhà ơi à, mùa xuân cũng đã sắp đến rồi ngày hôm nay thì bên vườn mai nhà em sẽ giới thiệu cho chúng ta các cái loại mai giống rất rất là đẹp cả nhà Tại hiện tại mô hình của vườn mai nhà em rất là lớn nha rất 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 là nhiều cái loại mai khoảng uh, trên dưới 50 đến 60 loại cả nhà và đặc biệt bên vườn mai nhà em bán luôn đảm bảo uy tín chất lượng về giống nha cả nhà ơi à, đầu tiên thì bên vườn mai nhà em sẽ giới thiệu cho chúng ta đó chính là một cái loại cúc hoa hồng thanh tú một giống mai chúng ta vừa chơi hoa vừa chơi lá à, và bây giờ chúng ta hãy cùng xem cây nha cả nhà ơi đây hoa hồng thanh tú một giống mai phải nói là à, bông nó nở y như bông hồng à, đọt của nó thì đọt màu đỏ rất là đẹp và đặc biệt lô ngày hôm nay bên vườn mai nhà em sẽ à, ghép trong một cái lô mai với cái loại hình quấn rễ rất là đặc sắc và đa dạng luôn à, lò xo con ốc nè rồi mấy cái lò xo bụ rất là bụng luôn cả nhà trái bí đủ loại hết trơn này này cả nhà nhìn nè đây với những cái bộ đế tuyệt vời nha cả nhà đó bộ đế rất là đẹp ngày hôm nay thì cái cúc hoa hồng thanh tú này bên vùng mai nhà em sẽ giới thiệu với chúng ta là giá là 100 k một cây nếu chúng ta lấy ba cây bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta rồi ngoài cái cúc hoa hồng thanh tú thì bên em sẽ có một cái loại đó chính là cúc 150 cánh rồi em hãy quay gần lại đây đi cho khách xem cái đế À, lô này đế rất là đặc sắc cả nhà ơi, nè, đây đế vô cùng đặc sắc nha, những cái quấn rễ rất là to luôn ha, ừ, đế thú, trời ơi, có những con thú đặc sắc luôn cả nhà ơi, nè, thú tai, thú giò luôn ha, Thăng lắc lượng luôn, đó, đây, à rồi trái bí cũng có luôn, nói chung lô này em phải nói là ghé trong một cái uh, bộ đế rất là đẹp nha cả nhà, đó, thì cây cao thì em nói thật là hiện tại bây giờ là vườn em là không có hàng lớn chỉ có hàng nhỏ như thế này à cao thì một gang tay thôi cả nhà cái tầm phán tất mấy đến hai tất thôi chứ nó không có cao hơn nha cái này là quay sau có sao nói vậy nha ví dụ như ai thích mua thì mua hàng này thì em đã bấm đọt hết rồi em bấm đọt để cho nó nhảy nhánh nha cả nhà đây đặc sắc bộ đế nè hàng này ví dụ như chúng em có một loại là lớn hơn cao hơn hai tấc và có một loại như thế này ví dụ như ai muốn trồng có cành nhánh thì lấy cái lô này lô này thì em đã bấm đọt rồi à, đế đẹp ha còn nếu mà muốn lấy bo thì nói em nói em thì em sẽ lấy cái loại cao hơn một xíu để chúng ta về lấy bo đó đây thì bộ đế rất là đặc sắc cả nhà trái bí trời ơi trái bí tròn giòn luôn nè trái bí nè rất là đẹp nha đó, trái bí rồi à, đã nhảy nhánh hết rồi lô này về trồng mới là ok luôn thì giá cũng là 100k một cây luôn nha cả nhà ba cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha đó đây chính là cúc 150 cánh nha cả nhà ơi rồi qua bên đây một cái giống mài đang rất là hot trên thị trường đó chính là ngọc mai à, một cái màu vàng kèm rất là đẹp luôn đó ngọc mai thì nói chung là mấy cây này đế nào cũng đẹp hết cả nhà chiều cao khoảng một gang tay của em nha ừ. phần này thì bên em đã bấm ngọn hết rồi nha cả nhà bấm ngọn hết rồi đây bấm phần ngọn ở trên trên này nè để chi để cho mốt nó nhảy ra nhiều nhánh ha ai thích trồng thì lấy cái loại này còn nếu mà muốn lấy bo thì nói em sẽ lấy cái loại cao hơn một xíu thì cao hơn thì chắc cũng khoảng tầm hai tấc thôi cả nhà ở này nè này nó có nhánh nè lùng 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 có nhánh ha giá là cũng 100k một cây luôn nha cả nhà rồi, ai thích loại nào alo cho chị Chíp Bông nha. Bên em đảm bảo uy tín chất lượng về giống cho chúng ta nha cả nhà.